Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn ngữ pháp nik animida, không là cái danh từ nào đó. Ngữ pháp này nằm trong giáo trình Seoul 1A bài 1, được giáo viên Hoàng Xuân Trường, Trung tâm Tiếng Hàn Việt Mỹ Thái Nguyên hướng dẫn. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về ngữ pháp này. Nik animida được gắn sau danh từ khi muốn phủ định một sự thật nào đó về thuộc tính hoặc trạng thái của chủ ngữ, dùng trong tình huống trang trọng hoặc nghi thức. Ví dụ chúng ta hình dung như là animida ik đối với danh từ có bát chim thì sẽ đi với i, còn không có bát chim sẽ đi với k. Ở đây chúng ta lấy ví dụ Uisa là bác sĩ, là không có bát chim. Uisaka animida sẽ thành là Uisaka animida. Nếu danh từ vế trước này có bát chim như là Mikuk Saram thì sẽ đi với i. Mikuk Sarami animida. Anida. Đấy, các bạn có thể là chia sẻ ngữ pháp này cho những người khác. Chúng ta xem thêm ví dụ. Steven씨는 의사입니까? 자, 라이 아니요, 저는 의사가 아닙니다. Bạn Steven là bác sĩ phải không? 아니요, không. 저는 의사가 아닙니다. Tôi không là bác sĩ. Michael씨는 미국 사람입니까? Bạn Michael là người Mỹ phải không? 아니요, không. 저는 미국 사람이 아닙니다. Cái này chúng ta sẽ bổ sung thêm 아닙니다. 저는 아키라 저는 아키라가 아닙니다. Tôi không là Akira. 저는 프랑스 사람이 아닙니다. 캐나다 사람입니다. Tôi không là người Pháp, France là Pháp. Tôi không là người Pháp và tôi là người Canada. Tiếp theo, ika anieo dùng trong tình huống thân mật giao tiếp. Chúng ta lưu ý animida sẽ thành anieo. Ví dụ, 저는 아키라가 아니에요. 저는 미국 사람이 아니에요. Tôi không là Akira và tôi không là người Mỹ. Đây là hai cái ví dụ trong trường hợp này thể hiện trong tình huống giao tiếp thân mật. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ngữ pháp tiếp theo, hoặc chúng ta có thể là vào trang du học Việt Mỹ.vn hoặc Hàn ngữ Seoul.edu.vn để chúng ta tìm hiểu thêm các ngữ pháp khác, hoặc đăng ký kênh để nhận liên tục các ngữ pháp mới của Trung tâm Hàn ngữ Seoul Thái Nguyên hoặc Trung tâm Tiếng Hàn Việt Mỹ Phú Yên liên tục update trên kênh cho các bạn. Xin chào, trân trọng hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukuha sosimida. Bye bye.